Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thăng thay lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về phân tích đa thức thành nhân tử. Thì phân tích đa thức thành nhân tử có những dạng chính sau đây. Thứ nhất đó là đại nhân tử chung. Đại nhân tử chung. Thứ hai đó là nhóm. Thứ ba đó là hàng đẳng thức. Thì ở đây các bạn cần nhớ 7 cái hàng đẳng thức đáng nhớ. Thì đây cách 3 chính là cách để giải quyết cho cái bài x bình trừ trừ 9. Cách 4 đó là dùng phương pháp kết hợp là bạn kết hợp cách 1, cách 2 và cách 3. Được chưa ạ? Rồi, thì bài x bình trừ 9 đó là bài theo dạng hàng đẳng thức. Thì các bạn nhớ đây là hàng đẳng thức số mấy ạ? À? Đó là hàng đẳng thức số số 3. A bình trừ B bình bằng A trừ B A cộng B. Vậy các bạn phải tìm ra A bình và tìm ra B bình mới có x bình thôi. Thì các bạn phải chuyển hàng chính ra là 3 bình. Rồi, A là x, B là 3. Vậy mình sẽ có là A trừ B A cộng B. Ok chưa ạ? Tương tự bài tập sau, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.